Power, sức mạnh, ý chí. Ờ, ừ, chào tất cả mọi người, nhớ thả tim thật là nhiều nhá. Xem like nếu như mà thấy nó hữu ích ấy. Mình thường sẽ tập trung vào cái việc giải thích uh, từ vựng này, nguồn gốc, xong rồi cặn kẽ mở rộng từ cái từ vựng đấy. Will, đúng không? Thường các bạn sẽ nghĩ đến là cái từ nó gọi là tương lai, đấy diễn tả cái hành động trong tương lai. Nhưng mà ấy, nó còn có cái dạng danh từ khác nhá, đó là cái ý chí. Đấy, và đây là sức mạnh ý chí này. Rồi thậm chí cái will đúng không? Nó còn có nghĩa là cái di trúc nữa. Nhưng mà đa phần chúng ta dùng từ will ở đây là mang tính chất về uh, ý chí, nó giống cái từ determination đó. Rồi tiếp theo này, chúng ta bắt đầu nhá. Although willpower does not shape our decisions, it determines whether and how long we can follow through on them. Mặc dù sức mạnh ý chí, sức mạnh ý chí thì nó không có định hình những quyết định của chúng ta. Đấy, tức là nó không có đem lại cho chúng ta một cái hình thù cụ thể đúng không trong những cái quyết định của mình. Nhưng nó nó định đoạt được cái việc liệu rằng và bao lâu chúng ta có thể tiếp tục đi theo những cái quyết định đấy à, từ shape là một từ rất là hay hình dạng nhưng mà dùng ở dạng động từ ấy, thì nó coi là định hình à, các bạn phải nhìn được rằng là nó đang ở dạng vấp nhé shape một thứ gì đó đấy, shape cuộc sống của ai đấy đúng không hoặc là shape cái tinh thần shape cái 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 mindset của họ đều được mà determine thì nó coi là quyết định một điều gì đấy Đấy, nó quyết định, nó định đoạt cho cái điều đó Whether or not, đấy là cái ngữ pháp Nó mang tính chất là hai đường ờ, Có hay không này, liệu rằng này đấy, Thường nó sẽ đi với từ or not Nhưng mà Nếu như mà nó chỉ có từ whether này thôi ấy, Thì chúng ta cũng mặc định hiểu rằng là Cái từ or not nhá Cái khả năng phủ định của nó ấy, nó vẫn đi kèm đấy, Và đây có nghĩa là whether or not này We can follow through on them Tức là chúng ta vẫn tiếp tục có thể đi theo Cái quyết định mà mình đã Có từ ban đầu Bài, bài reading này lấy ở trên uh, mini IELTS nha, đại vừa mới copy. Now ở đây it almost single handedly determines life outcomes. Uh, interestingly research suggests the general population is indeed aware of how essential willpower is to be uh, to their well being. Rồi cái sức mạnh ý chí này gần như là một tay nó đã quyết định những cái kết cục của cuộc sống, những cái hệ quả của cuộc sống rồi chúng ta sẽ có từ single tức là đơn lẻ nhưng mà đây nó có từ hem nhá single handedly á thì đó là một cái trạng từ nó có nghĩa là kiểu một tay một tay nó làm cái hành động đấy chỉ được thực hiện bằng một yếu tố thôi đó ấy, một tay một tay làm lên đúng không à, một tay hiểu nhá nó nó là bổ nghĩa cho cái hành động ấy hành động ở đây đó là determine này tức là quyết định này life outcomes đó outcome chính là cái gọi là cái cái thứ mà nó xuất ra uh, và thường thì nó mang ý nghĩa là hệ quả Đấy, hệ quả của cuộc sống Nhá, những cái yếu tố hệ quả của cuộc sống rồi còn interestingly tức là à một cách thú vị thay thì nghiên cứu đã cho thấy đã cho thấy một cái điều đó là um, từ từ con người thông thường hay là kiểu đại chúng ấy thì thực tế nhận thức được là sức mạnh ý chí nó quan trọng như thế nào đối với lại cái Um, cái gọi là cái cái um, sự toàn diện của họ đấy. hoặc là kiểu sức khỏe toàn diện của họ interesting đúng không tức là kiểu một thứ gì nó đem đến sự thú vị cho mình đấy, nó khiến cho mình cảm thấy thú vị đấy và đây là kiểu như thú vị thay nhé khi mà nó là đuôi ly đúng không trạng từ đứng đầu mà rồi và ở chỗ này chúng ta có general population nó giống một cái từ nó gọi là the masses đấy, nó nói công chúng thôi công chúng nói chung thôi the public này the masses này nó giống kiểu từ people ấy các bạn ạ, nói chung chung. Rồi aware of something tức là nhận thức được một cái điều gì đó. Đấy nhận thức được cái điều gì đó và đây nhận thức được cái việc đó là will power nó essential như thế nào. Đấy là cái cấu trúc nó gọi là mệnh đề trạng ngữ nha các bạn nhé Rồi of how này, essential will power is Đấy, to their well-being. Cái well-being ấy thì bản thân cái từ being nó thường nói đến thực thể, nó thường nói đến kiểu như là Um, gọi là con người này xong rồi là bất cứ một cái sinh vật thực thể sống nào đó và well tức là sống khỏe đúng không và đây có thể coi như là sự khỏe mạnh nhé sự khỏe mạnh của một người yeah, well being nó có nhiều dạng well being có thể là về mặt tinh thần này có về vật mặt mặt thể chất nữa đúng không tùy vào cái mà nó muốn diễn đạt thôi nhưng mà nếu mà nó dùng riêng một cái từ well being như thế này thì tức là sức thể trạng nói chung rồi, survey participants routinely identify a lack of willpower as the major uh, impediment to making beneficial life changes. Những người tham gia thí nghiệm, những người tham gia khảo sát thì thường 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 nhận diện ra đó là một cái sự thiếu đi ý chí là cái cản trở đáng kể đối với là cái việc đó là đưa ra được những sự thay đổi trong cuộc sống có lợi ích cho họ tức là họ không có ý chí thế cho nên là không có tạo ra được những cái beneficial nào beneficial life changes nhá, không tạo ra được những sự thay đổi cuộc sống này mà nó có lợi beneficial tức là đem đến lợi ích cho mình nha đấy nó có nghĩa là kiểu đem đến lợi ích của, cho mình và nó là một cái tính từ của từ benefit à, ok thế thì đây này routinely tức là frequently nó đi theo một cái gọi là vòng lặp rồi đúng không đi theo một cái uh, sự thường xuyên rồi khá là tương đồng với từ frequently Yeah, routine là như thế. Rồi cái routine đúng không? Chính là cái uh, có thể coi như là những cái chuỗi thói quen của mình mà survey, khảo sát participants, đó là những người tham gia. Và đây nối lại thành một cụm, đó là những người tham gia khảo sát nhé. Mình identify một thứ gì đó tức là kiểu mình nhận diện ra nó này. Người ta đã nhận diện ra vấn đề ở đây đó là họ thiếu đi ý chí. A lack a lack of willpower. Ờ ừ. Ừ, đúng rồi, impediment thì các bạn phải hiểu được cái gốc từ của nó đó là từ impede từ 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 impede impede tức là dẫm chân xuống đấy và ý nghĩa ẩn dụ của nó có nghĩa là một cái cản có một cái cái ngưỡng cản ở phía bên trên mình không thể nào mà bứt lên được đó bởi vì đã bị hãm xuống mà impede nhé đó là hãm xuống và đây có thể coi là cản trở hoặc là sự kìm hãm đấy và major thì tức là nó rất là đáng kể rồi nó rất là lớn rồi đúng không ok Đấy nha, thiếu đi ý chí thì sẽ không có khả năng đưa ra được những cái sự thay đổi trong cuộc sống mà có lợi cho bản thân mình. There are, however, misunderstandings surrounding the nature of willpower and how we can acquire more of it. Tuy nhiên thì lại có những sự hiểu lầm xoay quanh cái bản chất của ý chí và cái việc làm thế nào chúng ta có thể có thêm được nhiều ý chí hơn cho bản thân mình. À, rồi misunderstandings chính là cái sự hiểu lầm đó hiểu lầm hiểu lầm có thể đếm được nha và đây là những sự hiểu lầm này Surround thì tức là vây quanh đúng không ý của nó đó là những sự hiểu lầm về nó có thể coi như là à giống từ About bao ấy đó, nhưng mà ở đây ý của nó là à những sự hiểu lầm mà nó, nó 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 xung quanh cái topic xung quanh cái chủ đề này đúng không the nature không phải là thiên, thiên nhiên mà nó là cái đặc tính trong văn cảnh này thì nó lại là mang tính chất là đặc tính nhé, bản tính đấy, đặc tính bản tính từ này hay mà đặc tính đúng không bản tính của sức mạnh ý chí rồi acquire something tức là mình có thể đạt được cái đấy, đấy mình có thể kiểu có được nó uh, trong tay mình nhá thì đó gọi là acquire uh, acquire thường đi với kỹ năng này thường đi với khả năng lại thường đi với kỹ năng và khả năng nhá thì chúng ta dùng từ acquire rất là hay đây nó phải là danh từ đúng không? mình bây giờ mình sẽ gọi là cụ thể hơn cho mọi người cái cái loại từ nhé. There is a widespread um, misperception, for example, that increased leisure time would lead to subs would lead to subsequent increases in willpower. Có một cái sự hiểu nhầm rất là phổ biến rộng rãi ở đây ví dụ này rằng cái thời gian rảnh hoặc là kiểu thời gian giải trí mà gọi là đã được gia tăng đúng không? Hay là kiểu như thời gian giải trí có nhiều hơn thì nó sẽ dẫn đến những sự gia tăng kéo theo trong cái sức mạnh ý chí của mình. Đấy, đây là cái sự hiểu lầm mà có thể coi như phổ biến. Sang trái à? Đấy sang trái, ok. Rồi, thì cái từ misperception nhá thì khi mà chúng ta dùng từ perceive, uh, perceive này, perceive thì nó có nghĩa là nhận thức thôi. Mình mình tiếp nhận một cái thông tin nào đó, hình ảnh hay là âm thanh bất cứ một thứ gì á, perceive là như thế thì đây perception này nhận thức này đấy, và đây là kiểu miss đúng không tức là cái tiền tố mà nó gọi là bị bị sai lệch đấy bị sai lệch và đây là sự hiểu nhầm nhé sự nhận thức sai lệch có thể hiểu là như vậy khá là giống từ misunderstanding đúng không ở phía bên, bên trên nó đang paraphrase đi còn widespread có nghĩa là được lan rộng được lan rộng nó khá là giống từ popular trong văn cảnh này spread lan tỏa wide phạm vi đúng không nói về phạm vi rộng Ừ. Rồi, now increased leisure time, tức là cái thời gian rảnh, thời gian giải trí mà đã được gọi là gia tăng lên đúng không? Cái mức độ của nó, cái 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 lượng của nó đã được gia tăng lên thì sẽ dẫn đến những sự gia tăng kéo theo trong cái sức mạnh ý chí của mình. Subsequent ờ uh, nó có thể coi như những thứ gì mà following. Đó, following. nhà những thứ mà nó kéo theo, nó ensuing cũng được, một cái từ rất là hay. Đó, ensuing. Những thứ mà nó kéo theo nhé, nó là cái đuôi uh, đi theo một cái yếu tố đằng trước ấy. Rồi, và đây là danh từ đúng không? Những sự gia tăng. <laughs> Tiếp theo. Rồi. Um, now, although the concept of willpower is often explained through single word terms such as resolve or drive, it refers in fact to a variety of behaviors and situations mặc dù cái khái niệm về sức mạnh ý chí thì thường được giải thích qua những thuật ngữ chỉ có một từ ví dụ như kiểu là resolve hoặc là drive à, chúng ta sẽ có là concept đúng không concept đấy, tức là cái khái niệm của nó khái niệm bài đọc ielts nhé các bạn nhé concept loại từ là danh từ đúng không uh, single word nó ghép lại như thế này tức là nó đang ám chỉ một cái đặc điểm bổ nghĩa cho một danh từ đằng sau nha các bạn nhé. Thường khi mà nó ghép từ, nó, nó nó sáng tạo từ ấy thì nó sẽ là một cái yếu tố bổ nghĩa cho danh từ đằng sau. Bao giờ cũng vậy. Ừ. Ví dụ bây giờ mình bảo rằng à đấy là một cái khái niệm mà nó gọi là hai hai từ thì sao? Nó sẽ là nào? Cho mình hỏi nhé. Nếu đây là một khái niệm hai từ thì nó sẽ là viết như thế này hay là nó viết như thế này a hay b? Đó. nào nó sẽ là những khái niệm hai từ Đấy, thì mình có đáp án a đó là two word viết như thế này đáp án b là two words viết như thế kia thì a a hay b sẽ đúng Đấy. còn đây là single word nhá tức là chỉ có một từ thôi Đấy, cái này thì chắc là chúng ta đã được nhìn thấy từ rất là lâu rồi đúng không Đấy, trong những cái bài uh, ngữ pháp ở trên phổ thông á thì khi mà mình tạo cấu thành một cái từ sáng tạo đi theo yếu tố số nhiều đó, thì tất nhiên là cái s của nó sẽ không được dùng ở đây nhé đấy nó không được dùng bởi vì nó chỉ là s khi nào nó là một cái danh từ đơn lẻ thôi còn đây nó là yếu tố có thể coi như là tính từ bổ nghĩa cho danh từ đằng sau thế cho nên không có s được đó nó không có s được và two words như thế là sai nó bắt buộc phải là two words ừ. cũng giống như là một thằng bé ba tuổi đúng không thì lúc đấy nó phải là a three year -old boy nó viết như thế mà đó boy một thằng bé ba tuổi rồi Đấy là một cái điều mà mình thấy rằng một số bạn cũng sẽ hay sai đấy. đây và những cái thuật ngữ này từ term ở đây là thuật ngữ nhé và đó ví dụ như kiểu là resolve resolve thì cũng có nghĩa là một cái sự uh, kiên định ừ, một cái sự quả quyết cái từ drive này này thì nó cũng có nghĩa là một cái động lực này hoặc là một cái sự uh, gọi là 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 kiên định nói chung hai từ này nó có thể coi như đồng nghĩa với nhau bởi vì nó đang ám chỉ về cái will power mà đó nó đang ám chỉ về willpower đằng trước mà rồi và cái willpower nha cái sức mạnh ý chí thì nó trên thực tế nó gợi đến một loạt những cái hành vi và tình huống khác nhau uh, refer to something tức là nó ám chỉ nó gợi đến một thứ gì đó đây là cái collocation đúng không? nó phải đi đi với giới từ to nhé rồi refer to something variety tức là một um, một tập hợp có nhiều loại Đấy, một tập hợp có nhiều loại. Một số bạn sẽ hiểu nhầm nó, nghĩ rằng là nó bằng từ a lot of, đúng không? Nhưng mà a lot of ấy, nó chung chung lắm. Nếu mà mình dùng variety thì nó phải là, à, nói về cái loại của nó nhé. Sự khác biệt về loại ấy. Behaviors, thì đấy, nó có nghĩa là cái hành vi rồi. Và đây là tình huống này. There's a common uh, perception that willpower entails resisting some kind of a treat. Ừ. Có một cái nhận thức phổ biến, một cái nhận thức chung rằng sức mạnh ý chí thì nó đi kèm với lại cái việc có thể cưỡng lại một số thứ giống như là một cái phần thưởng hay là kiểu giống như một cái món quà thưởng có thể cưỡng lại những thứ đấy nha mình không mình không dùng nó mình không ăn nó mình không động đến nó thì đấy gọi là willpower đó và perception đúng không mình ở phía bên trên giải thích đó là misperception tức là cái nhận thức sai lệch vậy thì đây đó là nhận thức thôi nó không có yếu tố mis nữa uhm. Intel, các bạn thấy này nếu nếu như mà dịch ra thì có thể coi như là đi kèm á nhưng mà bởi vì nó được kết nối từ hai từ đó là cái tiền tố n và tiền tố à, và cái từ theo theo là cái đuôi ấy mà in một thứ gì đó tức là tạo ra thứ đấy đây có phải là à có tạo ra cái đuôi đi theo mình không? Đấy, vậy thì tức là nó kéo theo nó đi kèm với à, kéo theo này đi kèm với đó rất hay nha ví dụ như bây giờ này mình bảo rằng là cái việc đầu tư này nó có thể in theo một số những cái rủi ro nhất định, à, tức là nó đi kèm nó đi kèm với những rủi ro đúng không? Đấy, dùng từ in theo rất hay, in cái theo tạo ra cái đuôi, đấy, thì tức là kéo theo này hoặc là đi kèm với, đấy là một động từ hay lắm các bạn ạ. rồi, à, đây, nào nó đi kèm với việc này có thể kháng lại, có thể cưỡng lại, resist một thứ gì đấy, tức là mình cưỡng lại thứ đấy được này, kháng lại nó được này, đấy, và a treat nào ví dụ như con mèo hay là con chó ấy, thì nó sẽ được cho những cái món quà thưởng khi mà nó ngoan và những cái thứ đấy nó gọi là treat nhá treat và nghĩ ẩn dụ của nó khi mà có mở ngoặc kép như thế này này đó là những cái thứ gì mà nó um, đem lại sự thoải mái đúng không sự sung sướng cho mình thì nó gọi là treat từ in một cái học một tuần toàn quên mẹo cái nhớ luôn ơ ừ, trời ơi cứ in một thứ tức là tạo ra thứ đấy nhá in một thứ tức là tạo ra thứ đấy ví dụ bây giờ mình in rich chính là làm giàu gì nữa tạo ra sự giàu có uh, encourage tức là tạo ra sự dũng cảm thì tức là khích lệ Đấy, vì vậy intel tức là tạo ra cái đuôi thôi cái đuôi nó đi theo mình mà resist uh, thường nó có một cái collocation như thế này đó là resist một cái temptation tức là một cái cám dỗ uh, resist rồi a temptation nha ok thì đó là mình có thể gọi là cưỡng lại một cái cám dỗ nào đó thì đây là một cái collocation nó rất là phổ biến này. rồi such as a sugary drink or a lazy morning in bed in favor of decisions that we know are better for us. Đấy. ví dụ như những cái treat ở đây được gọi là món quà thưởng hay là những thứ gì đem lại sự thoải mái sung sướng cho mình ấy. ví dụ này đó là một cái thức uống một cái đồ uống có đường hoặc là một cái buổi sáng lười biếng chỉ có nằm ở trong giường thôi. Đấy, chỉ có nằm ở trong giường thôi Sugary nha, chính là cái tính từ từ sugar Đúng không, sugar À các bạn có biết cái từ ngủ nướng là gì không Từ ngủ nướng đấy, Nếu như bây giờ A lazy morning in bed Thì tất nhiên rồi, tức là mình cứ thế mình ngủ nướng Đúng không, mình cứ nằm ở trong giường thôi Đấy, ngủ nướng là gì Sleep in, ờ chính xác Cái từ đấy cũng khá là Dễ nhớ thôi, ngủ này Đấy, mà ngủ ở đâu? Ngủ ở trong giường đúng không? Đấy, sleep in. Tức là uh, ngủ nướng nhá. Ngủ nướng. Đấy, từ này phrasal verb mà ok. Tiếp theo, chúng ta đọc tiếp này. Ngủ nướng in favor of thì đó là một cái yếu tố kết nối giữa hai đối tượng nhé và thường nó có nghĩa là kiểu nghiêng về đối tượng B thay vì đối tượng A. Đấy, ở đây này có nghĩa là kiểu nghiêng về này. Nghiêng về những cái quyết định mà chúng ta biết rằng là sẽ tốt cho chúng ta. Đó, Đấy, sức mạnh ý chí là như vậy nhé, such as này, drinking water or going to the gym Đấy, Ví dụ uống nước hoặc là đi đến phòng tập gym Of course, uh, this is a familiar phenomenon for all Yet willpower also involves elements such as overriding negative thought processes Rồi tất nhiên đây là một cái khái niệm uh, Sorry, một cái hiện tượng quen thuộc uh, dành cho tất cả mọi thứ Đấy, dành cho tất cả gọi là cho tất cả mọi người thì đúng hơn tức là thế nào tức là chúng ta sẽ nhận thức được cái việc là sẽ không muốn uống đồ uống có đường và thay vào đó sẽ đi đến phòng tập hoặc là uống nước Đấy, thì đó là một cái hiện tượng nó phổ biến đối với lại nhiều người không cần nhất thiết là người ta phải có ý chí Đấy, phải, phải, phải phải gọi là quyết tâm đến cái mức mà nó mãnh liệt như vậy đó người ta cũng nhận thức được cái điều này đó vì sao mà nó lại có cái câu nhượng bộ ở đây nhá tuy nhiên Ấy vậy thì cái sức mạnh ý chí nó cũng có liên quan tới những yếu tố ví dụ như là có thể cưỡng chế lại những cái quá trình suy nghĩ tiêu cực. Thì đấy nó mới là sức mạnh ý chí. Involve tức là nó có dính líu này, nó có liên quan, nó có liên đới tới đối tượng đằng sau. A mà involves B thì tức là à A có liên quan tới B nhé. Ừ. Rồi với đây element. Ờ, thì thường khi mà học hóa học ấy, khi mà học hóa học nhá thì các bạn sẽ thấy là element đó là những cái nhân tố hóa học, nguyên tố hóa học. Nhưng mà nghĩa ẩn dụ của nó thì đó là những nguyên tố thôi, những 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 uh, yếu tố. Thôi. Đấy, đấy là nghĩa ẩn dụ chung chung của nó thôi. Đây là những yếu tố nhé. Đấy, những yếu tố. Ví dụ là override, ok, từ này khá là phổ biến. Override. Rồi tức là kiểu mình có thể chấn ép nó, mình cưỡng chế nó. Từ ride tức là từ cưỡi trên một thứ nào đấy. Đó, và nếu mà over thì thường nó nói đến cái trạng thái là mình có thể vượt qua một thứ gì hay là cái hành động của nó ở mức cao. Thế thì lúc này ý của nó có thể kiểu hiểu là đè xuống nhá, đè ném xuống này, cưỡng nó xuống này, um, dìm nó xuống. Thì đấy gọi là override. Các bạn phải hình dung cái hành động cơ là A override B, tức là A, A có thể chấn áp B xuống. Đấy, chế ngự, đúng rồi. Có thể hiểu là như thế. Cái gốc từ của nó mà cứ hiểu nhé bây giờ mình gọi là mình đè nó xuống mình cưỡi lên nó đúng không thì đấy nó làm sao mà nó có thể bật lại mình được đó thì đấy gọi là chấn áp cưỡng chế nó và đây cưỡng chế những cái thứ gì chấn áp những thứ gì đó là những quá trình suy nghĩ tiêu cực đấy, thought process Ờ, ừ, thought uh, process sorry thought process nhé đó là những quá trình suy nghĩ đó, quá trình suy nghĩ quá trình hình thành suy nghĩ thì đúng hơn rồi biding your tongue, uh, your tongue in social situations or uh, or persevering through a difficult a difficult activity. Đó sẽ là cái việc đó là chúng ta có thể cắn lưỡi lại ở trong một số những cái tình huống giao tiếp xã hội này. Không có nói theo kiểu nói bậy. Hoặc là có thể có thể kiên cường đi qua những hoạt động khó khăn một hoạt động khó khăn. Đó từ bide your tongue đúng không? Tức là cắn lưỡi thôi. Cắn lưỡi. <laughs> Ừ. Cắn lưỡi ở đây thì nó cũng th có thể hiểu là mình sẽ không nói những cái từ mà không nên nói đúng không Trong những cái social situations, là những tình huống xã hội Từ này nâng cao này Persevere thì tức là kiểu như mình có thể nhẫn nại Mình có thể gọi là kiên cường đi qua một thứ gì đấy Mặc dù thứ đấy nó khó khăn nhé Đấy, từ này nó dùng riêng cho những cái ngữ cảnh là phải khó khăn cơ. Đó, và đây là kiểu kiên cường, Đi qua, đúng không? Kiên cường đi qua một cái hoạt động khó khăn này. Persevere nó là như thế nha các bạn nha. At the heart of any exercise of willpower, exercise of willpower, however, is the notion of delayed gratification. Tuy nhiên thì ở cái trung tâm của bất cứ cái bài tập liên quan tới ý chí nào thì đó là cái khái niệm về sự thỏa mãn được hoãn lại à? À, đấy có thể hiểu là như thế đi bởi vì the heart nha mình cứ đi từng từ đi mình giải thích the heart chính là cái tâm à, và vì vậy, vì vậy cho nên đây có thể coi như center point nhá center point điểm tâm đó, điểm chính giữa của nó tức là cái trọng yếu của nó đấy đó, at the heart of something tức là ở cái vị trí trọng yếu của nó và exercise đây là bất cứ một cái bài tập nào liên quan đến rèn luyện ý chí này the notion thì đó là một cái quan niệm hay là một cái ý niệm có thể coi như bằng với từ idea. À, bằng với từ idea. Đó là cái ý. Ý niệm về việc đó là sự thỏa mãn nhưng mà lại được hoãn lại. Cái gì nhỉ? Chu văn Quỳnh có một cái câu đó là không thể nào hoãn lại cái sự sung sướng đấy đúng không? Thì bây giờ cái sự sung sướng đó đã được delay rồi. Gratification thôi, sự thỏa mãn. Rồi, nó khá là giống từ satisfaction nhưng mà nhưng mà cái mức độ của nó cao hơn thôi gratification nhé yeah. Gratification đó là cái từ thỏa mãn Nhưng mà delayed tức là đã được hoãn lại rồi Đã được delay rồi Có ED ở đây Đấy là cái hành động bị động đúng không rồi, Which involves uh, resisting immediate satisfaction For a course that will yield greater or more permanent satisfaction in the long run Cái điều đó thì nó sẽ liên quan tới cái việc Mình có thể cưỡng lại sự thỏa mãn tức thời cho một cái hướng đi à, đấy, cho một cái hướng đi này, hoặc là có thể cho một cái hành động, một cái quyết định đi, mà nó sẽ đem đến sự thỏa mãn lâu dài hơn hoặc là sẽ gọi là đáng kể hơn uh, gọi là sau này nhé, nó sẽ đem lại sự thỏa mãn này lâu dài hơn hoặc là sẽ có mức độ lớn hơn theo tính chất lâu dài, in the long run nha thì ý của nó có là à, tính theo đường dài đấy. Rồi còn thì yield Yield tức là thu về một thứ gì đó Nhất là khi mà các bạn làm cái thí nghiệm hóa học ấy Đấy thì mình sẽ tạo ra được những cái thành phẩm đúng không? Và khi đấy thì nó gọi là yield những cái thành phẩm đó đó Rồi và thậm chí là nó dùng từ yield ở đây có nghĩa là cái lượng xuất ra nhé Cái lượng xuất ra, lượng thu về ấy Nhưng mà ở đây ở dạng động từ thì tức là thu về thôi Thu về thứ gì đó thôi Đấy, và permanent tức là những thứ gì mà nó long term đúng không có thể coi như là nó bằng từ long term đi lâu dài đi à, thậm chí nó còn có nghĩa là kiểu forever ấy chứ Đấy, có thời hạn lâu hơn hay là mãi mãi chứ. permanent nó là như vậy uhm. in the long run có giống giống như long term không á uhm, long term ở ừ. nếu như trong cái hình thức diễn đạt như thế này thì có thể coi như hai thứ nó bằng nhau nhé nhưng mà nếu như mà mình dùng cái từ long run ấy thì nó thường ám chỉ đến cái việc đó là chu trình, đó chu trình cái quá trình đi của nó lâu dài, à. rồi và permanent đúng không thường nó nói đến này có hiệu ứng lâu dài này hoặc là thậm chí có thể kéo dài mãi mãi thì đấy là gọi là permanent nhá, yeah, permanent rồi và cái từ involve thì đã giải thích nhá ở phía bên trên resist cũng đã giải thích rồi có nghĩa là cưỡng lại một thứ gì đấy và đây cưỡng lại sự thỏa mãn tức thời này immediate Ờ à, ý của nó là ngay lập tức mà a course này thì mình đang phân vân bởi vì nó có nhiều từ nhiều nghĩa quá đấy nhá nếu như a course thì nó có thể coi như là một cái một cái đường đi đường đi lối đi Đó, a course nó là như thế thế cho nên là of course coi là kiểu như chật hướng đường đi hướng đi thế cho nên of course đó là chật hướng và tất nhiên dùng cái từ này này thì nó có nghĩa là kiểu một người đã bị uh, lạc trôi đúng không? Một người đã gọi là bị uh, lạc lối rồi, không còn đi theo đúng cái gọi là um, những thứ gì nó, nó 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 quy chuẩn của xã hội hay là đi theo đúng cái kế hoạch của người ta nữa rồi thì đấy gọi là of course. Hmm. Tuy nhiên ở trong cái văn cảnh này thì mình nghĩ rằng of course nó nó sẽ là một cái kế hoạch đấy một cái kế hoạch ở ờ, hoặc là kiểu như một cái một cái cái cái, cái kết quả đó một cái kết quả À không nếu vậy nhé nếu là một cái kết quả thì đằng sau nó sẽ thu về đúng không ờ, cái sự thỏa mãn lớn hơn hoặc là kiểu lâu dài hơn thì nó lại hơi hơi khó khó hợp lý một chút thế cho nên mình nghĩ là ở course ở đây này nó nên là cái hướng đi cái đường đi cái lựa chọn hoặc là cái kế hoạch đã được đề ra của mình á đấy right. nó nên là như thế ở course nhé rồi nhớ là cái từ of course này này nó giống là kiểu đi lạc lối nha đi lạc lối uh, scientists are making general general investigations into why some individuals are better are better able than others to delay gratification and thus employ their willpower. Những nhà khoa học thì đang đưa ra được những cái sự đang 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 gọi là tiến hành những cái sự làm sao? Những cái sự phân tích chung chung vào cái lý do vì sao một số cá nhân lại có khả năng tốt hơn so với lại người khác trong cái việc hoãn lại sự thỏa mãn, à, hay là kiểu như hoãn lại sự sung sướng và từ đó có thể sử dụng được cái sức mạnh ý chí của họ. Investigation, nó có nghĩa là sự điều tra này, đấy, sự phân tích này, uh, sự uh, gọi là mổ xẻ đúng không những cái yếu tố bên trong của nó đấy, thì tức là mình investigate cái thứ đấy investigate nó có nghĩa là kiểu như nghiên cứu từng khía cạnh này những cái yếu tố bên trong của nó này xong rồi điều tra nó thì đấy là investigate và some individuals tại sao một số những cá nhân lại có khả năng tốt hơn từ better ở đây nhá nó chỉ là trạng từ thôi bổ nghĩa cho từ able tức là có khả năng tốt hơn đấy đấy chứ không phải là một số bạn sẽ yếu ngữ pháp ấy thì sẽ nhìn cái này đúng không nghĩ rằng là better nó là một tính từ nhưng mà nó là trạng từ đấy rồi delay cái gratification nha vẫn là cái việc hoãn lại sự sung sướng thôi employ anh ấy đã lạc hướng rồi á he's going off course he's going off course yeah, off course right nào cái gì nhỉ employ từ này hay này nó là một uh, nó không phải là tuyển dụng đâu nhá mà nó trong văn cảnh này là bằng cái từ use Để bằng cái từ use coi là sử dụng thứ gì đấy đấy đó sử dụng cái thứ đấy Uh, rồi nó sẽ là một cái nghĩa nâng cao hơn của cái từ employ Đấy, nó là sử dụng một thứ gì đó nha uh, but but the genetic or environmental origins of this ability remain a mystery for now nhưng mà cái nguồn gốc về mặt môi trường hay là gen di truyền của khả năng này thì nó vẫn là một cái bí ẩn cho đến thời điểm bây giờ Đấy, kể cả tính đến thời điểm bây giờ origins À, nó đi về hai cái yếu tố đúng không? Vì vậy cho nên nó phải có số nhiều rồi right. Và Genetic Có nghĩa là liên quan đến Gen nhé. À, gene nữa, à, có cái yếu tố danh từ gốc của nó ở đấy Remain a mystery Nó vẫn là một cái ẩn số Nó vẫn là một cái bí ẩn Đấy, tính đến thời điểm bây giờ Những nhà khoa học không thể nào mà giải thích được Some groups uh, who are particularly vulnerable to Vulnerable to reduced willpower capacity Such as those with addictive with addictive uh, personalities may claim a biological origin for their problems. Một số những cái nhóm người, những người mà có tính đặc trưng là dễ bị ảnh hưởng bởi khả năng ý chí giảm thiểu. À, ví dụ những người này với những cái tính cách uh, gọi là làm sao nhỉ? Với với gọi là những cái uh, đặc điểm đặc điểm sao? đặc điểm uh, bị nghiện à? <laughs> Với những cái vấn đề về nghiện ngập nha, thì có thể sẽ tuyên bố một cái nguồn gốc về mặt sinh học dành cho những cái vấn đề của họ. Đấy tức là một số người ấy sẽ trốn tránh nhé, sẽ trốn tránh bảo rằng là vấn đề nghiện ngập của tôi ấy, đó là đến từ cái nguồn gốc sinh học thôi. Right, nào, từ từ chúng ta cùng phân tích cái câu này đi. Particularly vulnerable to đúng không? Tức là dễ bị ảnh hưởng bởi này. Vulnerable to something tức là mình dễ bị dính cái đấy, mình dễ bị ảnh hưởng bởi cái đấy. Nha, dễ bị ảnh hưởng bởi đấy thường là mang tính tiêu cực nha. Willpower capacity, capacity tức là cái dung lượng này hoặc là cái nguồn chứa ấy hoặc là nó 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 ẩn dụ hơn thì tức là nó nói đến khả năng phạm vi của một người. Đấy, phạm vi khả năng của một người đấy, và đây là phạm vi khả năng về ý chí nhé được chưa phạm vi khả năng về ý chí capacity tức là như thế Rồi, thậm chí cái bộ nhớ của mình ấy nó cũng gọi gọi là capacity mà đấy, storage capacity đấy, bộ nhớ lưu trữ khả năng lưu trữ Ok, addictive đấy thì addict tức là một người nghiện này addict um, addicted to something tức là mình nghiện một thứ gì đó này đấy, nhưng mà đây là nó là một tính từ bổ nghĩa cho cái danh từ đằng sau Personality thì nó là cái tính cách đúng không? Hoặc là cái đặc hoặc là cái đặc tính, đặc điểm, đặc điểm gây nghiện à? Đặc điểm gây nghiện. À? <laughs> có nghĩa là sao nhỉ? Tức là bây giờ mình dễ lôi dễ lôi cuốn người khác đúng không? Người ta nhìn thấy mình hay là kiểu thấy mình có một cái đặc điểm gì đó thì người ta cảm thấy nghiện nghiện với mình à? à bị cuốn hút bởi mình à? à chắc thế cái gì addictive có bằng compulsive không compulsive uh, từ, compulsive tức là bốc đồng này xong rồi làm làm một cái điều gì đấy mà nó sốc nổi đúng không không hề có suy nghĩ chín chắn không hai cái khác à, hai cái khác hẳn nhau nhé ừ. Ok, đấy thì may claim tức là họ có thể tuyên bố một cái nguồn gốc liên quan đến sinh học, đặc tính sinh học cho cái vấn đề của họ. Câu này hơi khó hiểu nhỉ, đúng không? Đấy. Từ từ. Tức là họ cũng không biết giải thích như thế nào, họ chỉ bảo ơ ừ, bản thân tôi nó thế. Đấy, chắc họ chỉ bảo là bản thân tôi nó thế thôi, tôi có khả năng kiểu cưỡng lại những sự thỏa mãn, những sự sung sướng tức thời. Đấy, bản thân tôi nó thế à, theo gen rồi, đúng không? Theo những thứ gì mà nó gọi là đặc tính sinh học tự nhiên rồi. Chứ tôi cũng không biết là nói đến từ đâu đâu. Đấy, họ chỉ gọi là giải thích chung chung như thế nhé Now what is clear what is clear is that levels of willpower typically remain consistent over time. Studies tracking individuals from early childhood to their adult years demonstrate a remarkable consistency in willpower abilities. Cái điều mà nó rõ ràng ở đây đó là những mức độ về sức mạnh ý chí thì thường sẽ duy trì ở cái mức độ nhất quán qua thời gian những nghiên cứu mà dõi theo những cá nhân từ độ tuổi từ gọi là từ 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 những năm đầu đời à không, những năm đầu tuổi thơ của mình này tới những cái năm mà trưởng thành của họ chứng minh một cái sự nhất quán rất là đáng kể trong cái khả năng về sức mạnh ý chí của họ. What is clear đúng không? Cái điều mà nó rõ ràng ở đây. Rồi typically tức là mang tính phổ thông, mang tính kiểu như rất đỗi thông thường thôi. Đấy và consistent đây là cái từ nó hay này nó có nghĩa là nhất quán một cái điều gì đó nó cứ diễn ra diễn lại đúng không đấy, đi theo một cái tần suất đi theo một cái khuôn khổ như thế không thay đổi đấy, consistent tức là như vậy track các bạn có nhớ từ này hôm qua không chúng ta đọc mấy cái con ấy. hôm qua đọc báo yeah, các bạn đọc về con rán đấy thì nó có cái từ track này này nó bảo rằng là à cái nhà khoa học nhỉ à, đã dõi theo đã track theo một 278 con gián ở đến từ 17 quốc gia đúng không? Nếu mình nhớ không nhầm thì hôm qua đọc báo là như vậy. Nó lại dùng từ track thôi. Track cái gì đấy? Tức là dõi theo này, theo dõi. Lần theo cái hành trình, lần theo dấu vết của nó. Ok, và demonstrate uh, demonstrate tức là chứng minh được một cái điều gì. Đấy, show nó ra, để cho thể hiện nó ra. Remarkable Ờ, có nghĩa là một cái điều gì đó nó rất là nổi bật, nó đáng chú ý, nó đáng lưu ý thì đấy mình dùng cái từ remarkable. Bởi vì nhá, đuôi able thì tức là có thể. À remark có nghĩa là nó quan trọng đến cái mức mà mình phải gạch lại nhiều lần. Bởi vì mark lại nhiều lần mà, đúng không? Remark tức là gạch lại một lần nữa. Rồi thì ý của nó là có có nghĩa là một điều mà nó vô cùng quan trọng đáng kể nhá. Giống cái từ notable đúng không? Đấy, notable cũng có nghĩa là đáng để mà kiểu phải nốt lại rồi mấy từ này khá là giống nhau mà ok nha remarkable nha consistency thì nó coi là danh từ từ consistent ở phía bên trên thôi còn willpower abilities đúng không tức là khả năng về ý chí của họ này in the short term however our um, our ability to draw on willpower can fluctuate dramatically due to factors such as fatigue, diet, and stress. Ờ, trong cái thời gian ngắn trong cái quá trình thời gian ngắn này thì tuy nhiên khả năng của chúng ta trong cái việc có thể lấy được sức mạnh ý chí nó có thể dao động rất là đáng kể bởi vì những cái yếu tố ví dụ như kiểu sự mệt mỏi này chế độ ăn uống này hoặc là cái áp lực ừ, áp lực tracking giống tra cứu đơn hàng ở à, đúng Đấy, mình xem xem là cái người shipper của mình đến đâu rồi á tức là kiểu mình mình track đúng không mình track họ rồi. Right. nào tiếp theo này draw on nhé cái từ draw này này nó không phải là vẽ đó, nó không phải là vẽ mà nó có nghĩa là kiểu kéo hoặc là hút đó hút hay là mình gọi là rút đó, rút một thứ gì đấy và đây kiểu như là mình tiếp tục lấy ra đúng không từ cái sức mạnh ý chí đó, draw on đó, tiếp tục lấy ra từ cái nguồn đấy thôi rồi nhé draw on something tức là như thế các bạn phải hiểu từ draw ở đây cơ. Đấy. chứ nếu như mà cứ đi theo một cái nghĩa nguyên gốc của nó là vẽ tranh ấy thì nó không hợp lý đâu. Còn fluctuate tức là nó dao động rồi, nó lên lên xuống xuống đúng không? Ok, fatigue này, đó là sự mệt mỏi. Tiredness. Yeah, tiredness. Tired. Tiredness, sự mệt mỏi. Tất nhiên mấy cái này không đếm được nha. Diet uh, chế độ ăn và đây là áp lực đúng không? rồi tiếp theo indeed research by Matthew um, Galliot suggests that willpower even in the absence of physical activity both requires and drains blood glucose levels à, glucose đúng không ý của nó là đường glucose mà à, và đây là cái mức độ đường huyết trong máu nhé đấy khái niệm chuyên môn rồi mình không nói nhiều đến cái thứ này nhưng mà đằng trước indeed quả thực thực vậy Nghiên cứu bởi cái nhà khoa học Matthew này đã chỉ ra một cái điều rằng đó là sức mạnh ý chí nó vừa yêu cầu và nó cũng vừa lấy đi cái mức độ đường huyết trong máu của mình, à, nó đòi hỏi đến này và đồng thời nó cũng lấy đi nó làm giảm sút cái mức độ đường huyết của mình nhé. Tức là để mà có sự quyết tâm, để mà có ý chí thì người ta sẽ cần bỏ vào đấy một cái phần sức lực nhất định. Đấy, và từ đó thì cái mức độ đường huyết ở trong máu đúng không nó sẽ thụt giảm rồi có những từ sau đây này đó là từ drain đấy, thì cái từ drainage các bạn hiểu ngay đúng không đó là cái máng hoặc là kiểu cái hệ thống cống cống là nó để hút nước nó để rút nước xuống nhá khi mà có cơn mưa đấy vì vậy cho nên từ drain ở đây tức là hút cạn hút đấy, hút này hoặc là kiểu lấy từ cái nguồn bên trong ra thì nó gọi là drain nhá drain vậy drain ok. Ờ, còn cái câu ở giữa này này thì nó có nghĩa là kiểu thậm chí trong cái sự vắng mặt của những hoạt động thể chất nhé chỉ cần chúng ta nghĩ đến thôi chúng ta có quyết tâm ở trong đầu thôi không cần phải gọi là đấm đấm đánh đấm tay chân gì cả cũng đã mất đi cái mức độ đường huyết ở trong máu rồi ý của nó là như thế à, absence tức là sự vắng mặt này Đó, sự vắng mặt của cái thứ gì yếu tố kiểu cái yếu tố đấy nó không có nhé đấy, yếu tố đấy nó không có nói Ừm ví dụ các bạn bảo rằng là một người mà mà làm sao nhỉ parentless uh, child đúng không thì nó làm sao rồi usually này uh, lives in the absence of care đúng không Đấy, Thường là kiểu như một đứa trẻ mồ côi này thì sống trong cái sự thiếu thốn về chăm sóc thế thôi đây chúng ta có thể dịch đại khái ra nó là như thế nhé rất hay tiếp theo nó gợi ra cái điều rằng sức mạnh ý chí nó operates more operates more Or less like a muscle, and like a muscle requires fuel for optimum functioning. Rồi cái điều này, nghiên cứu này chỉ ra rằng sức mạnh ý chí thì nó vận hành gọi là vận hành tương đối giống như là một cái nhóm cơ và giống như một nhóm cơ thì nó cũng yêu cầu đến cái nguồn năng lượng để mà nó có thể vận hành một cách tối ưu. Operate tức là vận hành và nó paraphrase rất là hay các bạn ạ nó pair bằng từ function nhưng mà nó dùng ở dạng động từ đấy, tức là thực hiện chức năng vậy thì có khác gì cái việc đó là nó đang vận hành đâu đó và rồi optimum cái gì optimum tức là những thứ gì nó ở hiệu suất cao nhất này nó có thể coi như bằng từ best đấy, có thể coi như bằng từ best ở đây nha optimum đấy, rồi nó đã được gọi là optimize đúng không tối ưu hóa lên còn more or less tức là cái mức độ so sánh của nó cũng gọi là tương đương trên dưới đấy trên dưới du di một tí cái gì in the absence of something uh, có một số ngữ cảnh nhất định có giống gì in uh, adequacy không in the the in adequacy of something tức là sự thiếu đúng không 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 đừng có hiểu nhầm nhé cái absence nó là không có không có đấy còn inadequacy có nghĩa là thiếu không đủ Đấy nhá, vì vậy cho nên hai cái là à không có và không đủ khác nhau nhá, đấy, cẩn thận mấy cái đấy, không có đồng nghĩa với nhau đâu. anh ơi có bằng đại học nhưng mà không có bằng đại học nhưng mà có bằng ielts thì có xin việc được không? có em ơi vẫn vẫn được mà, đấy vẫn được. nếu như mà một số nơi thì chỉ cần gọi là em có cái nhận thức nó nó, nó về xã hội tốt này, đúng không? với lại kiểu như em có được cái chứng chỉ thì người ta vẫn dẫn, vẫn nhận em mà. Now these observations呢 lead to an important question. Uh is the strength of our willpower at the age of 35 is somehow packed uh packed to our ability at the age of 4? Or all efforts to improve our willpower certain to prove futile? Cái câu này nó 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 nhiều vế phức tạp nhỉ. Mình đọc ban đầu mình cũng gọi là chưa lướt qua hiểu luôn được đâu. Uh, phải phân tích này dẫn một câu hỏi này. À, rồi ok. Nó đang so sánh giữa cái sức mạnh ý chí giữa một người 35 tuổi cũng như là một người 4 tuổi. Đấy, rồi uh, nó đưa ra một cái câu hỏi là liệu rằng xuyên suốt 30 mấy năm đấy để mà có thể cải thiện gia tăng được cái sức mạnh ý chí thì nó có phải là uh, vô ích không? Nếu như mà hai cái đối tượng hai cái đối tượng này nó đều bằng nhau Ờ à, đấy nó đưa ra một cái câu hỏi như vậy rồi, observations nha yeah, đó là những sự quan sát observe mà đúng không observe đó là quan sát một thứ gì đấy nhưng mà có nghĩa phụ hay lắm observe có nghĩa phụ cực kỳ hay nha các bạn nên biết từ này observe observe một cái truyền thống một cái luật hay là một cái điều cố hữu convention các thứ ấy, thì lúc đấy có nghĩa là kiểu mình tuân theo nó mình tuân theo nó rồi là mình thực hiện nó À, mình 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 mình, mình uh, duy trì nó Nhà nhất là đi khi mà đi với từ tradition đó. Đấy, đi với những truyền thống ấy, thì nó hay lắm ví dụ như ngày lễ đúng không thì chúng ta phải observe những cái traditions nhất định Đấy, những cái customs nhất định Đấy. thì có một cái câu hỏi quan trọng này nếu như mà sức mạnh ý chí ở cái độ tuổi 35 thì bằng một cách nào đó thì nó được gán với lại cái sức mạnh ý chí của độ tuổi 4 tuổi đây là nếu nhé, cái tiền đề của nó là như thế nhé Đấy, nếu như thế thì không, Chẳng lẽ là tất cả những cái nỗ lực của chúng ta này Effort, những cái nỗ lực của chúng ta Để mà cải thiện sức mạnh, ý chí Nó đã chứng minh rằng là không có tác dụng hay sao Đấy, Nếu như mà từ đầu cho đến cuối Nó vẫn bằng nhau, nó vẫn gọi là Ở một cái mức độ uh, tương đồng nhau như thế Thì chẳng nhẽ là bao nhiêu năm như thế là nó bị lãng phí đúng không Đấy, ý của nó câu hỏi như vậy nhé Futile Futile tức là pointless, uh, pointless không có mục đích này hay là cái từ gì được nhỉ uh, fruitless đấy có nghĩa là futile tức là không đem đến mục đích hoặc không đem đến kết quả nhá đấy thì đây có hai cái từ đồng nghĩa các bạn có thể sử dụng ở đây để right. rồi fruit tức là à, cái hoa quả ý của nó là cái kết quả ấy mà đấy, và đây là không hề có kết quả gì này rồi còn mình nghĩ rằng là từ certain ở đây ấy, là nó bị sai rồi, sai về mặt ngữ pháp rồi. Certain đấy lời sai về mặt ngữ pháp rồi. À, từ từ. À à không không không. À, thế thì chỗ này nó đi từ certain đúng không? Ok vậy thì đó là chắc chắn là đã uh, chắc chắn là kiểu như đã chứng minh rằng là không có kết quả đúng không? Rồi, thế thì bây giờ mình cho mọi người từ phép nha. Từ phép này nó nhiều nghĩa hay lắm. Thực tế cái phép nó sẽ chính là cái kẹp quần áo. Đấy, cái kẹp để mà chúng ta giữ cố định quần áo trên cái trên cái mắc ấy. Đó thì nó gọi là cái peg. <laughs> ờ, mình không biết cái 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 của nợ đấy là trong tiếng Việt nó gọi là cái gì. Đây này. Đây này các bạn này, cái của nợ này nó gọi là cái là cái gì trong tiếng Việt? Hả? Cái của nợ này nó gọi là cái gì trong tiếng Việt? Hình như không có, đúng không? Nó gọi là cái kẹp thôi đúng không? Đây, còn trong tiếng Anh nha là nó có riêng cái từ pack là như thế, từ pack là cái đấy. Rồi, thế thì này, bây giờ nhá, một người điều tra viên mình 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 dạy cho mọi người cái cách để mà nhớ được cái từ này cũng như là dùng được nó nhá. Một người điều tra viên thì bao giờ người ta phải có một cái ảnh đúng không? Được treo ở một cái dây đấy, có thể gọi là dây phơi hay là dây mắc đi. Sau đó người ta kẹp cái ảnh đấy, đấy vào cái dây đó. Rồi mà cái ảnh đấy chính là kiểu như tên của một người tình nghi đúng không? Thì lúc đấy tức là hai thứ nó đã được gán với nhau rồi, nó đã được gọi là ghép thông tin, nó đã được gọi là khớp với nhau rồi. Đấy, vì vậy cho nên là cái nghĩa ẩn dụ của nó ấy, tức là nó được khớp. Nha, nghĩa ẩn dụ của nó tức là nó được khớp. Đấy, nó được khớp hai thứ nó tương đồng đúng không? Nó được khớp với nhau. Đấy và các bạn dùng theo cái kiểu như thế này nó cực kỳ hay này. Mình không nghĩ anh ấy là một người như vậy. Được chưa? Thì trong tiếng Anh nó có thể được diễn đạt như thế này. I didn't I didn't him. Rồi, to be một cái con người như thế. Uh, an asshole đúng không? <laughs> ok. Ok. Thì đó, các bạn dùng từ pack cho mình như thế tôi có nghĩa là nhận định một người hay là kiểu nghĩ một người uh, hay là mình, mình 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 coi người ta như vậy. Từ pack. Tôi không gắn, tôi không nghĩ người anh ta, anh ta lại là khốn nạn như thế. I didn't pack him to be an asshole like that Đó, pack nó dùng như vậy Cực kỳ hay luôn Và nếu mà bị động như thế này đúng không Tức là không được, à nó được gán cho Nó được khớp cho cái khả năng của chúng ta Ở độ tuổi, 4 tuổi đấy. Còn somehow tức là à, bằng một cách nào đó mà. Bằng một cách nào đó Đây nhá, người bản xứ ấy Người ta dùng cái từ pack như thế này này Hay lắm, đấy rồi ờ. Ok và kể cả bây giờ đúng không mình bất ngờ mình không nghĩ nó lại là một cái người uh, siêu tập uh, tiền cổ kể ví dụ thế thì mình lại dùng cái từ pet thôi yeah, pet ok tiếp theo according to newer research uh, this is not necessarily the case uh, this is not necessarily the case theo như những cái nghiên cứu mới hơn thì đây không hẳn không nhất thiết là điều đúng sự thật có nghĩa là bao nhiêu năm cố gắng nhé, không có nghĩa là cái ý chí của mình nó 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 là vô ích. Đấy, điều này không hẳn nó là sự thật, nó không hẳn là cái điều đúng đắn. Rồi not necessarily nhá thường nó đi đi với nhau theo cả một cụm ấy, nó có nghĩa là không nhất thiết, không hẳn. Đấy, tức là một cái mức độ nó không đến gọi là 100% đúng không? Luôn luôn có những cái ngoại lệ của nó. Đấy, còn khi mà chúng ta dùng be the case tức là cái điều đấy nó đúng thôi. Đấy, điều đấy nó đúng. Rồi George M. Walton nè, for example, found that a single verbal cue telling research participants how strenuous mental tasks uh, could energize them for further challenging activities made a profound difference in terms of how much willpower participants could draw upon to complete the activity. Hiếp, câu này dài quá. Câu này dài. Right, câu này dài đúng không? Nào, ông walton này ví dụ ông ấy đã tìm ra phát hiện ra rằng một manh mối theo lời nói đơn lẻ một manh mối theo lời nói đơn lẻ này tức là kiểu chỉ có một manh mối thôi nhưng mà manh mối đấy lại là lời nói thì nó tạo ra một cái sự khác biệt rất là sâu sắc đáng kể về cái mặt là người tham gia thí nghiệm có thể Uh, lấy được bao nhiêu sức mạnh ý chí Để mà hoàn thiện một cái hoạt động Được giao trong cái thí nghiệm đó Tức là chỉ cần một lời nói thôi Đó chỉ cần một lời nói thôi nhé, Là nó đã tạo ra một cái sự khác biệt rất là lớn Trong cái việc là người ta có ý chí như thế nào Đây ý nghĩa Của cái câu đấy đúng không các bạn đọc xong Các bạn rút ra được luôn Nhưng nhá nếu mà các bạn bò ra các bạn nhìn từng từ Từng từ ấy thì không bao giờ nó ra được cái ý nghĩa như thế đấy, Vì vậy cho nên là phải biết cách Làm sao đọc hiểu tốt đúng không ok thì nào cái phần ở giữa nhé nó có nghĩa là telling research participants cái ông walton này này ông ấy đã nói với lại những cái người tham gia thí nghiệm tham gia nghiên cứu research participants nhé những người đấy đã nói trước với họ đó là cái những cái những cái bài tập về trí óc này có độ đòi hỏi cao nó có thể đem lại năng lượng cho họ từ từ đem lại năng lượng cho họ để mà có thể thực hiện được những cái hoạt động mà nó còn mang tính thử, thử thách hơn thế. Đấy và cái câu ở giữa này nhá thì có lẽ là mình sẽ đi ý nghĩa của nó đây. strenuous. À, strenuous tức là physically à không. strenuous. Tức là nó đòi hỏi rất là nhiều những cái nỗ lực của mình ở đây. Đấy, tức là nó difficult đi. Được không à, nó nó yêu cầu cao. Em mình cho mọi người nghĩa của nó luôn nhá chứ chứ còn bây giờ mình không biết dịch ra như thế nào đâu à, nó require này a lot of effort đó nó require a lot of effort nha thì đấy là một cái công việc được gọi là strenuous task những cái công việc như thế nó đòi hỏi nhiều sức lực cũng như là cái cái cái, cái sự tập trung mình đổ vào đúng không đó, tiếp theo ok nó đi từ mental tasks nha những cái công việc về trí óc nha energize à, tức là tạo ra năng lượng này đem lại năng lượng cho họ khiến cho họ kiểu như cảm thấy hưng phấn hơn. À, còn đây further challenging activities uh, tức là những hoạt động có đòi hỏi cao đúng không? Cái từ challenging này nó lại là một cái từ nó có thể coi như đồng nghĩa từ strenuous đi, à, tức là nó có tính thử thách đòi hỏi cao nhé. Nó thêm cái từ further ở đây này để mà kiểu như nhấn mạnh hơn, tức là cái mức độ của nó ấy còn cao hơn, cái mức độ thử thách của nó còn cao hơn. Profound thì tức là sâu sắc, những thứ gì nó deep hay là nó significant. Ừ. Đây là sự khác biệt rất là lớn nhá về cái việc là những người tham gia thí nghiệm này có thể draw upon, ờ, tức là có thể lấy ra được bao nhiêu sức mạnh ý chí để mà có thể hoàn thiện công việc đó. Ok, có nhiều từ nâng cao mà. Rồi just as our willpower is easily drained by negative influences, it appears that willpower can also be boosted by other prompts such as encouragement. Or optimistic self-talk ờ, cũng giống như cái việc là sức mạnh ý chí của chúng ta có thể sẽ dễ dàng bị hút cạn bởi những cái ảnh hưởng tiêu cực thì nó có vẻ rằng sức mạnh ý chí cũng có thể được tăng cường bởi những cái uh, yếu tố kích thích khác ví dụ như là sự động viên hay là cái uh, gọi là cái gì nhỉ? Độc thoại tích cực à Để tự nói chuyện với bản thân mình một cách tích cực bởi vì self talk mà đúng không tự nói với bản thân mình đấy optimistic tức là tích cực nhá ngược lại với nó là cái từ này gần như là lúc nào mình cũng nhắc đến luôn đúng không hai cái đấy. pessimistic pessimistic đây là bài nào à đây là bài trong ielts nhá bài trong ielts nó có tên là cái gì nhỉ willpower đâu rồi đây ok thì cái từ nào chúng ta giải thích nhá vẫn là từ drain thôi nó dùng ở dạng bị động đúng không tức là bị hút cạn hút cạn um. boost tức là tăng cường lên, thúc đẩy nó lên để cho nó cái lượng này cũng như là cái mức độ nó nhiều hơn boost prompt rồi cái prompt tức là một cái yếu tố gợi mở nha thì đấy nó gọi là một cái prompt ví dụ bây giờ cái gợi ý ấy, cái gợi ý mà các bạn nhận được nhận được cho cái câu hỏi ấy, nó cũng có thể được gọi là cái prompt Đó. mà thậm chí là bây giờ hành động kích thích uh, yếu tố thúc đẩy nó cũng được gọi là cái prompt Đấy vì vậy cho nên đây nó đang sử dụng đó là những yếu tố thúc đẩy khác này. Khó quá à? À, khó là bởi vì là bài này là bài đọc số 3 trong cái set đề IELTS thì nó sẽ có nhiều từ khó nữa Đấy, Nhiều khi cũng có hơi trừu tượng nữa đúng không? Rồi. Xong nha. À các bạn nhớ có có biết là cái bây giờ nha Ví dụ như mình muốn động viên người khác. Đấy xong rồi mình gọi họ mình gọi họ lại. Đấy, mình mình đặt họ ngồi xuống xong rồi có một cái gọi là cái cuộc nói chuyện chân tình với họ xong rồi là uh, có những cái sự thúc đẩy về năng lượng cũng như là ý chí tinh thần của họ ấy thì cái đấy nó gọi là cái gì trong tiếng Anh? Có từ talk, mình chỉ gợi ý cho mọi người là có từ talk thôi. Chat right. talk. Chat <laughs> <Ted> talk. Chat <laughs> talk. Không phải, không phải chat talk nhá. Nó nó là cái gì talk? Deep talk. No không phải không phải deep talk đây là ví dụ đấy mình mình muốn cổ vũ tinh thần đồng đội của mình đó những người họ hoặc là học viên của mình đi đấy thì mình ngồi mình mình tụ họp họ lại xong rồi mình có một cái gì đó talk với họ đọc mãi đọc sao mà có thể làm được trong 20 phút khi mà chỉ dịch mãi chưa hiểu không mình còn làm trong có 30 phút trong ba bài đọc đi chứ Đấy, trong phòng thi là mình chỉ có 30 phút thôi, mình làm xong rồi là mình 30 phút còn lại mình ngồi mình soát bài á hoặc là mình xin đi vệ sinh á. Ơ, ờ, không biết à? Pep talk. Ờ uh, Pep talk. Trời ơi, pep talk ấy, đúng không? a pep talk. Với 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 đồng đội ấy. nha yeah, a pep talk. Ừ, thì đấy, nó là cái cái cuộc nói chuyện đấy. Đấy, ví dụ nào, so uh, Given the fact that all of my students are going to take the test uh, soon enough, so I sit, I sit them all down and I, I, I give them a pep talk just to encourage their spirits. Thì đấy, nó là cái từ pep talk nó dùng như vậy. Uh, pep talk, pep talk nhé. Rồi nó có một số cuộc nói chuyện như sau này. Đấy, bây giờ là một cái heart to heart. Thì nó lại là cái gì? Heart to heart, tim với tim tim tới tim thì nó lại là cái cuộc nói chuyện kiểu chân tình đúng không em bảo chị này bây giờ chị phải bỏ nó đi đúng không nó là cái thằng chồng mà nó thế này thế kia kia thì đấy a heart to heart a bad talk không phải bad talk yeah, a heart to heart đấy, tức kiểu như nói chuyện chân thành với nhau xong rồi là cái gì khuyên bảo nhau các thứ đúng không thậm chí là có từ luôn nha đó là i pour my heart out tức là gì tôi đổ cả trái tim của tôi ra nó gọi là cái gì nhỉ? Dốc bầu tâm sự à? Ờ à, đấy, mình mình đổ cả trái tim của mình ra nhé I pour my heart out. Đấy right? thì nó gọi là kiểu như dốc bầu tâm sự hết à, với nói hết nước hết cái với nó. Ờ à, không. Nói hết nước hết cái hết cái ở đây, dùng cái này được nhưng mà nếu như mà bây giờ mà mình gọi là làm sao nhỉ? Nói cho nó hiểu này. Đấy, xong rồi là giảng cho nó hay là giải thích cho nó cặn kẽ để mà nó có thể kiểu như thấm thía được, hiểu được cái bài học ở đây này thì nó gọi là talk some sense into somebody đây nó lại là trở thành một cái phrase khác cơ rồi đấy một số những cụm như thế nhá now strengthening willpower First, relies on relies on a two pronged approach reducing negative influences and improving positive ones cái việc mà củng cố được sức mạnh ý chí thì qua đó nó phụ thuộc vào một cái cách tiếp cận một cách tiếp cận hai hai đầu à, đầu đầu thứ nhất đó là hãy giảm những cái ảnh hưởng tiêu cực và đầu thứ hai đó là hãy tăng cường cải thiện những cái ảnh hưởng tích cực cái từ prong này này nó hơi bị nhạy cảm một tí hình như là quần chip mà nó gọi là kiểu như quần dây thì phải lọt khe mình nhớ từ từ lâu rồi không nhìn cái từ đấy prong Hình như không phải các bạn ạ Tự nhiên mình nhớ đến cái quái gì ấy nhỉ Tại sao lại nhớ là cái từ kiểu gì ấy nhỉ Ờ từ từ Không phải đâu các bạn ạ Nhầm thôi nhầm thôi đừng 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 Đây hai đầu Hai fix chứ không phải là hai dây Trời ơi tại sao mình nghĩ đến cái từ gì ấy nhỉ Đúng rồi thong <laughs> Thiền sư nó nghĩ đến từ thong <laughs> Đúng rồi nghĩ đến cái từ thong Bởi vì cái cách phát âm của nó khá là giống nhau ấy Có cái âm on ở đây mà mình thì trong đầu mình nghĩ đến nó có là kiểu như nó có nó tẽ ra hai cái nó tẽ ra hai đường ấy <laughs> tự, tự nhiên là lọt tự nhiên là lọt khe ok đôi khi nó thế các bạn là náo cá vàng ấy. mấy cái từ mà nó lạ lạ giống kiểu on on các thứ tự nhiên lại nhảy sang một cái thứ khác hay là mình cố tình không biết được Ờ uh, nào rely on tức là phụ thuộc vào nha tức là nó bằng từ depend on đúng không right. còn từ search không khác gì từ therefore cả nó nó đưa ra cái hệ quả nó đưa ra sự rút ra thôi mà therefore strengthen một thứ gì đó tức là đem lại sức mạnh cho nó đem lại cái gọi là cái cốt bên trong đúng không à, cái sự uh, vững chắc thế cho nên strengthen ấy nó coi là củng cố nha rồi một cái một cái cách tiếp cận này mà có hai đầu đấy, hai đầu cắm rồi đó là giảm cái tiêu cực và tăng cái tích cực one of the most popular and effective methods simply involves avoiding willpower depletion triggers. Một trong những cái phổ biến và một trong những cái phương pháp phổ biến và hiệu quả nhất đơn thuần nó liên quan tới việc hãy né tránh những thứ gì mà những yếu tố hơi khó này, những cái yếu tố kích hoạt sự hút cạn năng lượng ý chí của bạn những yếu tố kích hoạt sự hút cạn năng lượng ý chí của bạn Đấy, nó là như thế, rồi vẫn là cái từ involve thôi, nhưng mà simply thì tức là nói đến tính đơn thuần của nó, nó đơn giản ở đây, đó là hãy việc, đó là cái việc hãy né tránh này, hãy avoid, nhớ avoid nó, né tránh, rồi cái trigger ấy, đó là cái cò súng, đấy cái cò súng nghĩa đen của nó, nếu như nghĩa bóng nhá thì tức là một yếu tố kích hoạt thứ gì tiêu cực, thì đấy nó gọi là một cái trigger, đấy một cái trigger, rồi à, ngoài ra nếu như mà liên quan cảm xúc thì đó là một cái yếu tố khiến cho mình động cái là điên lên. Đã, động vào cái vấn đề đấy thôi là điên lên. Thì đấy là cái trigger của mình. Nếu như mà liên quan cảm xúc nha. À, nhưng mà bởi vì nó có từ depletion ở đằng trước ấy. Bổ nghĩa theo danh từ thì tức là về chức năng. À, vậy thì tức là đây là cái trigger để mà thực hiện chức năng deplete. Để mà thực hiện chức năng hút cạn. Đấy, deplete. Có nghĩa là tiêu tốn hết nhé Hoặc là hút cạn nó hay là làm cho nó cạn thường đi với năng lượng nữa thì các bạn dùng theo cái ý nghĩa là như vậy danh từ cộng danh từ bổ nghĩa mặt chức năng nhé nó nói đến cái gọi là mục đích của nó ấy, là để hút cạn ạ rồi and is based on the old adage uh, out of sight out of mind và cái phương pháp đấy đơn thuần là nó được dựa trên cái ngạn ngữ cổ đó là ra khỏi tầm mắt thì ra khỏi tâm trí Tức là thế nào bây giờ nó giống như kiểu là các thiền sư đúng không Thì người ta coi như là khuất mắt trong coi Hoặc là người ta không nghĩ đến nó nữa Hoặc là kiểu trước mắt uh, Thì cũng vô thường cả thôi Thế cho nên trong tâm trí nó không hề vướng bận right. Out of sight, out of mind right. Ở xa mặt cách lòng đúng không Nói chung là cứ không ở trong tầm mắt mình Thì tức là không ở trong tâm mình thôi Adage nhá, tức là cái ngạn ngữ Và đây là một cái phrase Nó có nghĩa là ngạn ngữ cổ Đấy, ngạn ngữ cổ adage tiếp theo này in one study uh, in one study workers who kept a bowl à, okay, a bowl of uh, a bowl of enticing candy on their desks uh, were far more likely to indulge than those who placed it in a desk drawer trong một nghiên cứu thì những người những người công nhân hoặc là những người kiểu như nhân viên làm việc này người mà giữ một cái bát một cái bát tô đựng kẹo, đựng kẹo, đựng kẹo, đựng kẹo làm sao nhỉ được, được đựng kẹo kích thích vị giác à? Mình không biết nên gọi là như thế nào nhưng mà đây đựng kẹo nhé, đựng kẹo này à, trên cái bàn làm việc của họ thì có khả năng nhiều hơn trong cái việc đó là tự thưởng cho bản thân mình hơn so với lại những người mà đặt cái bát tô đựng kẹo đó trong một cái ngăn kéo tủ. À thì mình sẽ có từ entice vẫn là cái từ lặp lại hôm qua các bạn nhớ là trong lĩnh vực marketing đúng không thường nó sẽ có một cái từ nó dùng đó là từ entice đó đó là mời gọi người ta dựa theo cái việc đó là đem lại một cái lợi ích hay là đem lại một cái lợi thế cho người ta đấy thì đó là entice người đấy nhá entice người đấy rồi dụ dỗ à tức là mình học mình học từ nhá thì mình sẽ luôn luôn dựa vào ngữ cảnh của nó xong rồi mình hình dung nó ra Đấy, chứ còn nhiều khi dùng một từ tiếng Việt để mà mô tả lại nó ấy, thì nó không được hết nghĩa. Ví dụ như bây giờ dụ dỗ đi. Đấy, dụ dỗ, dụ dỗ. Nó có từ lùa. À, <laughs> lùa luôn, lùa gà luôn nhá. Lùa, right, thì nó là dụ dỗ, là kiểu như ừ, mời gọi vào này. Còn entice. Entice. Khó đây đúng không? Mình hiểu hết được ý nghĩa của nó nhưng mà bây giờ tìm ra tiếng Việt để mà giải thích nhiều khi cũng khó. Đây này attract you nhá nó thu hút mình bằng cái việc đó là, uh, cho mình thấy một cái lợi ích hoặc là một cái lợi thế hoặc là một cái sự thỏa mãn nào đấy, đây thì đấy là cái từ entice, entice cái gốc từ của nó đấy. Ừ, mời gọi chào mời đúng rồi, đấy, những cái đấy là thuật ngữ marketing chứ, rồi nào những cái à, một cái bowl, bô... <laughs> một cái bowl tức là một cái bát đựng bát tô này, đựng kẹo này đấy mà cái kẹo đấy là cực kỳ có đặc điểm đó là mời gọi người ta ăn nha kẹo cực kỳ là bắt mắt hấp dẫn nhá thì indulge indulge tức là mình uh, buông mình đó, mình buông mình mình sẵn sàng gọi là đắm chìm vào trong những cái thứ gì thoải mái hoặc là sẽ đem lại cho mình sự sung sướng đấy, thì đó là indulge đấy đó, indulge cái bô kẹo <laughs> bô đó, không phải bô mà là bô có chữ l cuối này bô kẹo Right. OK, cái bồ nha, bồ, đấy đọc sai cái thôi là dân Việt mình lại nghĩ đến cái khác ngay, đúng không? Nó phải có cái chữ L đó, không phải cái bồ, cái bồ, đó, cái bồ, L lưỡi cong lên. Nói indulge, các bạn có thấy là cái người bà hay là ông bà ấy, thì thường có một cái đức tính đó là chiều, chiều con cháu, đấy, chiều đến mức mà có, có thể sinh hư được thì lúc đấy gọi là indulgen. yeah, Indulgent Đấy, ok Mình có thể bảo rằng là bà tôi này Một người overly indulgent Đấy, grandmother The mother Chiều vô cùng luôn Nha, yeah, ok Đấy, Một người bà chiều như thế Rồi, tiếp theo And those who place Place dùng ở dạng động từ nhé Tức là đặt vào đâu đó Đấy, Danh từ nó là nơi trốn Ở dạng động từ nó đặt vào một cái dress Một cái desk drawer Đấy, một cái ngăn kéo tủ vẫn là draw tức là kéo đúng không? Và đây là desk tức là bàn làm việc. Vậy thì tức là nó là cái ngăn kéo tủ ở bàn làm việc. It also appears that finding sources of motivation from within us may be important. Nó cũng có vẻ rằng, đấy, tức là bên ngoài người ta rút ra được một cái kết luận đó là nó có vẻ rằng này, tìm thấy những cái nguồn động lực từ chính bên trong chúng ta cũng có thể là một cái yếu tố quan trọng. Rồi, có động lực đúng không? nhưng mà mình thấy là thói quen nó quan trọng hơn đấy. chứ còn động lực này, đôi khi nó phụ thuộc vào tâm trạng nhiều quá. Now, in another study này, Mark uh, Muraven found that those who felt compelled by who felt compelled by an external authority to exert self-control experience far greater rates of willpower depletion than those who identify their own reasons for taking a particular course of action. Câu dài quá trong một cái nghiên cứu khác thì ông Mark uh, Muraven ông ấy đã phát hiện ra rằng những người mà cảm thấy cái này hơi khó giải thích này bởi vì từ nâng cao quá đúng không cảm thấy làm sao nhỉ cảm thấy phải thực hiện một cái hành động nào đó bởi một yếu tố quyết định ban bởi một yếu tố một cái nguồn năng lượng quyết định ban uh, bên ngoài để mà có thể tạo ra cái sự tự kiểm soát bản thân mình thì họ sẽ trải qua cái mức độ cạn kiệt năng lượng ý chí lớn hơn rất là nhiều so với lại những người mà có thể nhận diện được chính những cái lý do của riêng họ trong cái việc là uh, thực hiện một cái hướng hành động nhất định nói chung là nghe tiếng việt thì không hiểu thật nhưng mà bây giờ mình cắt nghĩa cho mọi người nhé có nghĩa là ấy... những người mà người ta cảm thấy rằng là mình phải hành động dựa vào những cái yếu tố bên ngoài thì người ta sẽ dễ dàng bị cạn kiệt năng lượng ý chí hơn so với lại những người mà tự có thể định hình được những cái lý do bên trong của riêng họ đấy tức là bây giờ phải có người thúc giục thì tôi mới làm để cho thì lúc đấy tôi sẽ dễ dàng bị mất tinh thần dễ dàng bị mất ý chí hơn những người mà tự nhận diện ra cái lý do vì sao mình phải làm đấy đấy chưa thì mình cắt nghĩa mọi người là như vậy đơn giản như thế này thôi các bạn này các bạn học ielts các bạn học tiếng Anh ấy các bạn bây giờ cứ muốn là ui ôi phải giao nhiều bài tập về nhà cho em rồi rồi là phải đốc thúc em phải gọi là em không làm bài thì phạt tiền trời ơi như thế các bạn càng dễ bị mất động lực hơn so với cái việc là các bạn phải tự nhận thức được vì sao mình phải học thế thôi đấy đúng rồi động lực bên ngoài và động lực bên trong ấy mình cảm thấy là kiểu gì một số người một số bạn đi tìm khóa học lại cứ muốn là à bây giờ phải phạt em thầy phải phạt em phạt tiền em em không làm một bài thì em phải em em phải bị phạt 10.000 đấy thì em mới có động lực làm trời ơi như thế nha các bạn làm được đúng hai ngày xong rồi mấy ngày sau các bạn bỏ học luôn biến mất luôn khỏi cái lớp học luôn đấy ờ compelled khi đây này thường nó dùng từ compelled thì nó có nghĩa là kiểu mình cảm thấy mình phải làm gì đó không quan trọng là làm cái hành động tiêu cực hay là tích cực đâu mà khi mà feel compelled to do something thì nó có nghĩa là kiểu mình mình cảm thấy đấy là một cái sự thôi thúc mình phải làm điều đấy rồi ví dụ nhá tôi là một công dân ngay thẳng đó tôi là một công dân mà nó gọi là law abiding citizen law abiding citizen rồi mình đưa ví dụ luôn các bạn hiểu hiểu ngay tôi nhìn thấy thằng bạn của tôi uh, hôm đấy nó, nó làm sao nó misappropriate uh, misappropriate cho ví dụ luôn nhá. kể luôn một cái câu chuyện trong speaking part 2 đúng không? Uh, misappropriate này. Ok, our class funding. Tức là ví dụ thằng này nó là treasurer đi, nó là thủ quỹ đi. Đơn nó là treasurer này, thủ quỹ này. Và nó làm sao? Đã gọi là misappropriate hay là nó embezzle. Nó biển thủ nhá, hoặc là nó gọi là chi tiêu theo những cái mục đích cá nhân chứ không có đi theo những cái yêu cầu của lớp. Đấy, thì tôi sẽ report Rồi, thì mình sẽ feel compelled To report the case Rồi, report the case Cho ai? Đấy, to the head teacher Đúng không? Giáo viên chủ nhiệm ngay Để mà tống nó, cho nó phạt Đấy, thì <laughs> Đây, cho mọi người một câu chuyện luôn Có phải là dùng trong speaking part 2 được đúng không? Đấy, ví dụ một cái đề là Hãy miêu tả một lần uh, Em làm điều đúng đắn chẳng hạn đi Hoặc là em đi theo luật đi Đấy, thì lúc này mình ngay lập tức mình đưa luôn vào nhá. Đó, tôi thấy rằng là từ trước đến giờ tôi luôn luôn đi theo những cái luật nhất định này, tôi là một law abiding citizen này. Đấy và có một cái vụ việc này thằng bạn A đúng không? Ở lớp nó là thủ quỹ và nó đã misappropriate hoặc là embezzle our classes funding. Đấy, tức là cái gọi là cái ngân sách của lớp. Nó là thủ quỹ mà. Thế cho nên tôi cảm thấy là là một người mà đi theo luật nhá thì tôi feel compelled to report the case. Phải báo cáo, Đấy báo cáo xong rồi mai nó gọi mình ra cổng trường nó đánh cho mình trận đấy <laughs> Luôn đúng không? Nó return the favor ngay lập tức ngay Ok Đây uh, Đấy là một câu chuyện mà chém gió ra để mà các bạn có thể hiểu được cái từ compel ở đây là như thế nào nhé Rồi <laughs> Tôi không còn ngay thẳng từ đấy nữa Tôi trở thành cong Ok được uh, Rồi nào Ở uh, đây nhá Có nghĩa là self control À, chính là cái sự kiểm soát bản thân mình exert một thứ gì tức là tạo ra cái đấy tạo ra cái ảnh hưởng đó hoặc là kiểu như mình sẽ um, xuất ra nó đấy thì gọi exert thường đi với influence và đây exert self control nhé à, tạo ra cái sự kiểm soát bản thân ừ. cái gì à, khô máu á các bạn còn nhớ như cái, cái từ là mình đã dạy trong một lần đấy đó là đánh như tử không đấy, nó beat nhá đấy, nó beat me này chưa pop rồi đánh mình như tử luôn à, trận ra cổng trường ngay nào <laughs> ra cổng trường ok mặc dù này right, i was tôi vẫn có thể ok ok i was able to throw back some punches Đó, throw back uh, some punches nhưng mà nó đô quá ui rồi thằng đấy nó đô lắm thế cho cho nên là tôi cuối cùng là tôi chịu thua kiểu thế rồi, rồi. Uh, speaking part 2 Miêu tả một quyết định mà em hối hận yeah, Ví dụ thế <laughs> Ngay một câu chuyện luôn, storytelling luôn nhá uh, Còn external tức là bên ngoài Authority tức là cái yếu tố kiểm soát Hoặc là yếu tố chi phối à, Các bạn có thể hiểu là cái quyền lực nữa Được không? À? Cái lực nữa Miêu tả một quyết định mà em hối hận nhé. Kể câu chuyện này cho giám khảo chắc là <laughs> Ông ấy cũng gọi là sau cái bài kiểm tra speaking ông ấy cũng beat me to a pub luôn nữa à nào đây chúng ta có tiếp theo depletion vẫn là cái sự cạn kiệt thôi này hết rồi nhỉ course of action tức là cái hướng hành động à, cái hướng hành động tức là kiểu bây giờ cái quyết định mình đưa ra mình hành động như thế nào mà this idea this idea that our mental convictions can influence willpower was born out of uh, was born out by Veronica Job Bà công việc Chắc chắn Veronica tức là tên phụ nữ rồi yeah. Cái ý niệm này Ý tưởng này rằng uh, Rằng những cái Từ từ Rằng những cái sự nhất quyết về mặt tinh thần của chúng ta Có thể ảnh hưởng tới năng lượng ý chí Thì nó được đẻ ra bởi Bà, bà Job nhá, yeah, Bà Job cái từ born này từ sinh ra đúng không bà là người mà kiểu thai nghén cái khái niệm này thai nghén cái 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 quan điểm này nhá yeah bà đã cần ship đó bà đã cần ship cái quan điểm này thay ngắn cái quan điểm đấy đó, this opinion yeah, đó, rồi nha cần ship tức là thay ngắn đấy ok uh, ah no sorry cần chứ rồi đây là cái gốc từ của nó còn conviction á, thì nó có nghĩa là một cái sự nhất quyết nhá một cái sự quả quyết đấy thì gọi là conviction và đây quả quyết về mặt tinh thần này đấy, sự quả quyết về mặt tinh thần nó tất nhiên là cũng có thể là coi như là cái sự cương quyết trong 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 cái um, gì nữa, trong cái uh, quan điểm của mình ok tiếp theo thai nghén là sao á trời tiếng việt mình không dùng từ đấy à mình có chứ đúng không bởi vì mình từng xem một cái video của nghệ sĩ xuân bắc để ở uh, hoặc là anh ấy nói là là cái gì tôi đã thai ngén cái vở kịch này từ rất là lâu rồi ấy tức là tôi là người đã nghĩ ra cái vở kịch đấy để rồi nó trở thành một cái hiện thực á đấy thì gọi là conceive of something thường liên quan đến ý niệm này liên quan kế hoạch này hay là cái um, ý tưởng thôi her research indicates that those who think that uh, who think that willpower is a finite resource is a finite resource exhaust their supplies of this commodity long before those who do not hold this opinion. Cái nghiên cứu của bà ta thì chỉ ra rằng những người mà nghĩ rằng ý chí, sức mạnh ý chí là một cái nguồn lợi có hạn thì sẽ sử dụng cạn kiệt những cái nguồn cung mặt hàng uh, này của họ này, tức là kiểu sử dụng uh, cạn kiệt cái nguồn năng lượng ý chí của mình rất là lâu trước khi mà những người không có quan điểm này sử dụng hết, tức là thế nào mình phải cắt nghĩa đúng không? chắc chắn là phải cắt nghĩa rồi. Đấy, đây này những người mà nghĩ rằng là ý chí nó có giới hạn đấy, thì người ta sẽ dễ dàng sử dụng hết cái nguồn cung cấp của nó đấy, so với lại những người là nghĩ rằng là nó 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 không có giới hạn. thế thôi một cái điều khá là hiển nhiên nhé. Ừ mình cứ nghĩ rằng bây giờ đúng không mình cứ quyết tâm thôi là được chứ còn những người mà nghĩ là à ý chí thì nó cũng phải phụ thuộc vào tiền bạc hay là yếu tố này nọ ấy thì lúc đấy người ta sẽ tự hạn hẹp lại cái khả năng của bản thân mình thế thôi đấy. thì exhaust một thứ gì đó tức là dùng cạn kiệt thứ đấy khá là giống từ deplete ở phía bên trên nhỉ deplete ok their supplies vẫn là cái nguồn cung này còn this commodity, tức là cái mặt hàng này Nó miêu tả về cái willpower Tức là nó đang referencing lại cái willpower ở phía bên trên nha Finite, tức là có hạn Có, có giới hạn Bằng từ limited Nếu như mà đi liên quan đến nguồn nha Liên quan đến cái chữ lượng nguồn của nó ấy, Thì dùng từ finite rất là hay Thường nó đi từ amount Một cái lượng mà nó có hạn Resource, nguồn lợi Nguồn lợi, tức là nó đem, đem lại lợi ích cho mình đúng không? tiếp theo hay vậy á uh, cái điều mà nó chả con nó nghĩ được đúng không bây giờ bà lại đem điều đấy ra bà nghiên cứu willpower is clearly fundamental for our ability to follow through on our decisions but as psychologist uh, sci, psychologist Roy Baumeister had discovered has discovered a lack of willpower may not be able sắp mắt mình cứ nhìn nhầm đấy nhỉ may not be the so uh, the so impediment every time our good intentions fail to manifest themselves cái sức mạnh ý chí thì rõ ràng là nó mang tính cơ bản um, cơ bản mang tính chất gọi là kiểu cốt lõi cho cái khả năng của chúng ta để mà có thể duy trì những quyết định của mình duy trì đi theo những quyết định của mình nó mà đã gọi là fundamental ấy, thì tức là à nó mang tính cốt lõi rồi nó là cái yếu tố gọi là trọng yếu từ ban đầu phải có nó thì mới có những thứ đằng sau đúng không thì đấy nó gọi là fundamental nhá tiếp theo follow through ừ, đi đến cùng thôi Đó, đi theo tới cùng tới những cái quyết định của mình rồi psychologist cái nhà nghiên cứu tâm lý này roy ông ấy đã à, phát hiện ra ấy, đã discover rằng một sự thiếu đi về năng lượng ý chí có thể sẽ không phải là cái yếu tố cản trở duy nhất mỗi lần cái ý định tốt của chúng ta thất bại trong cái việc uh, tái hiện bản thân thực tế của nó, đấy hoặc là kiểu trở thành hiện thực hóa đấy, cái impediment đúng không? mình đã đưa ra cái gốc từ của nó cho các bạn rồi nhá, đó là từ impede, dẫm xuống, impede, dẫm xuống, rồi và nghĩa ẩn dụ của nó có nghĩa là kiểu như hãm lại, kìm hãm, Đấy, đây là sự kìm hãm này, cản trở này. còn cái từ so thì nó có nghĩa là nói đến yếu tố duy nhất thôi, giống từ only còn good intentions đó là cái ý định tốt của chúng ta những cái mục đích tốt của mình nó manifest ở à, các bạn dùng trong mấy cái món tâm linh ấy nhỉ manifest nó là cái thứ gì mà mình cố gắng cho nó trở thành hiện thực đúng không đấy mình gọi nó mình triệu hồi nó về với hiện thực của mình thì đấy gọi là manifest cái gì cái, cái mấy cái bọn mình xem cung nó có một cái thuật ngữ gì ấy nhỉ uh, luật hấp dẫn Ờ, đấy tức là nó muốn nó gọi là manifest những cái điều mà nó mong muốn nhất ở trong đầu đấy right? manifest rồi và đây tất nhiên trong tiếng anh cũng thế manifest một cái gì đó self thì tức là à cố gắng để mà cho nó trở hiện thực hóa nó để trở thành nó cho nó kiểu như xuất hiện trong hiện thực ừ. rồi tiếp theo a critical này a pre, pre, lâu không nhìn từ này nhỉ a, a critical precursor he suggests is motivation. If we are only mildly invested in the change we are trying to make, our efforts are bound to fail for short. Right. Một cái yếu tố ban đẩy um, quan trọng ông ấy gợi ý này đó là động lực. Nếu như mà chúng ta chỉ có chúng ta chỉ có gọi là đầu tư ít nhỏ đúng không hoặc là kiểu đầu tư ít nhỏ này vào cái sự thay đổi mà chúng ta đang muốn chúng ta đang muốn đang cố gắng để mà thực hiện thì cái những nỗ lực của chúng ta chắc chắn là nó sẽ không có được uh, không có được uh, gọi là, là, là đầy đủ hiệu quả nhất của nó nhé hoặc là kiểu như đạt được cái kết quả tối ưu nhất của nó Đấy, bởi vì for short tức là à nó không có đầy ấy nó không có đến được cái mức tối đa nhé các bạn nhé Đấy. rồi chứ không phải là nó ngã cái nó trở thành lùn luôn đúng không nó mất đi một cái khúc ở trên người nó nó lùn luôn không phải đâu nó có nghĩa là nó không đáp ứng được tối đa cái tiềm năng thôi và còn bound to tức là certain nhưng mà nó nói đến cái mức độ chắc chắn của nó ấy. certain certain chắc chắn ok, okay. À, còn chỗ này nhỉ đó là invested từ này hay này không phải đầu, đầu tư đâu nhé không phải đầu tư là đầu tư tiền bạc hay là cái gì đâu nhá. khi mà chúng ta be in, invested in something ấy tức là kiểu mình đang bị quấn theo nó này và mình đang gọi là đầu tư, mình đang dành hết tất cả những cái công sức cũng như là cái trí óc cho nó. Đấy. Thì tức là mình đang fully invested in cái điều đấy đúng không? Rồi và đây là mildly nha, tức là mức độ của nó rất là ít thôi, mild nó nhẹ nhàng này cũng như là nó nói đến cái thứ mà mức độ nó tối thiểu, rất là nhẹ, rất là ít. Khá là giống từ slightly đúng không? nhưng mà hai cái ở chỗ đó là từ mild này này nó rộng hơn nó có thể miêu tả mùi vị nha chả có vị gì nó rất là nhạt nhẽo mild taste uh, rồi là tiếp theo nó nói đến một người mà nhã nhặn xong rồi là nhiều khi có thể được coi như là nhàm chán ấy. thì đấy nó gọi là mild behavior hoặc là kiểu mild uh, attitude Nó cái thái độ của họ như thế rồi tiếp theo đi now this may be why so many of us abandon our new year's resolutions If these were actions we really wanted to take, rather than things we felt we ought to be doing, we would be, we would probably be doing them already. Cái điều này có lẽ là lý do vì sao rất là nhiều người trong số chúng ta bỏ đi những cái quyết tâm đầu năm của mình, resolutions, quyết tâm đầu năm nào rằng là à năm nay đúng không tôi sẽ uh, giành được uh, gọi là cái gì? tôi sẽ cố gắng học hành tôi sẽ cố gắng làm sao mà đạt được cái top 2 ở trong lớp thì đấy là một cái resolution của mình abandon nó tức là bỏ nó đấy không bỏ rơi nó đúng không hay không còn gọi là nắm lấy nó nữa abandon bỏ nó đi nhé resolutions cái này hay này rồi mục tiêu mục tiêu đầu năm của mình mục tiêu các bạn là gì <laughs> cái năm 2024 này này mình nhớ là cái gì nhỉ <laughs> mục tiêu mục mục tiêu đợt đấy của mình là cố gắng làm sao tiết kiệm được nhiều tiền nhất có thể. Năm nay tôi sẽ kiếm được 10 tỷ. Ờ ừ, cũng là một cái resolution. Mai <laughs> T Speak giờ em nghe reading speak thì bây giờ em cũng có thể dùng được một số những cái từ nhất định trong cái bài speak, cái bài reading này mà. Đấy cái resolutions. thường chúng ta sẽ cố gắng đặt ra những thứ đấy đúng không? Ok nhá, tiếp theo đi. Ừ. Rồi. Đây um, nào nếu như mà những những cái resolutions này những cái quyết tâm này là những hành động mà chúng ta thực sự muốn làm thay vì là những thứ chúng ta cảm thấy chúng ta nên là đang làm thì có lẽ chúng ta đã đang làm nó sẵn. Chúng ta đã đang sẵn làm nó rồi. Cái câu nó rất là long-winded. À, long winded uh, Tức là thế nào nhỉ Đây này Những cái quyết tâm đầu năm nha, Nó chẳng qua là đấy là cái cảm giác Của mình thôi chứ không phải là thực sự Những cái hành động mà mình thực sự muốn Nó không phải là những hành động thực sự muốn Đấy đơn giản là Đấy là những thứ mà chúng ta cảm thấy Tại thời điểm đó là cái thứ mà Năm nay mình nên làm thôi Chứ nếu như thực sự đấy là cái điều mà mình muốn làm Thì mình đã đang làm nó rồi Đó nó giải thích là như thế được chưa uh, bởi vì thường là những cái thời điểm năm mới thì mình thường so sánh với những thứ gì năm cũ đúng không thế cho nên lúc đấy mình đang có cái tâm trạng rằng là muốn cải thiện này thế cho nên mình đặt ra thôi cho nên thực sự đôi khi đấy không phải là cái điều thực thực tâm mình muốn in addition này uh, Miraven emphasizes the value of monitoring uh, monitoring progress towards a desired result uh, result Thêm vào đó thì ông Muraven, ông ấy nhấn mạnh cái giá trị của việc theo dõi tiến bộ hướng đến một cái kết quả được mong muốn. Emphasize nó mà đúng không? Tức là nhấn mạnh nó, đấy, nhấn mạnh nó, thêm cái sức nặng cho nó. Monitor nha, đó là cái màn hình dùng dạng động từ, tức là mình quan sát, mình theo dõi một thứ gì đấy. Progress, sự tiến bộ, yeah, sự tiến bộ. Vậy, cũng sắp hết rồi, trên thấy cho nên một số bạn đã out rồi đấy, yeah, đã out rồi nào desired result tức là cái kết quả mà được mong muốn từ trước, còn desirable result tức là cái kết quả đáng mong muốn nó khác nhau đi nhá Nếu như mà bây giờ mình dùng cái từ desirable ấy, thì nó lại khác đấy. Desirable cái kết quả mà vốn dĩ ai cũng nghĩ rằng là nó tích cực, ờ, nó nên có, nó đáng có. Đó, còn đây là desired tức là mình đã muốn từ trước, đã được muốn từ trước rồi. Such as này by using a fitness journal uh, or keeping a record of savings toward a new purchase. Ví dụ như là chúng ta có kế hoạch là sẽ sẽ sử dụng một cái cuốn nhật ký, một cái cuốn nhật ký theo dõi thể trạng này hoặc là sẽ giữ một cái bản ghi về chi tiêu hướng đến không bản ghi về cái gọi là cái cái mức tiền tiết kiệm của mình để mà hướng đến một cái sự mua sắm mới, một cái món đồ muốn mua mới. À, Fitness journal nha, tức là cái cuốn ghi chép về thể trạng này cũng như là tập tành ăn uống rồi tiếp theo record uh, bản ghi đúng không cái bản mà nó gọi là ghi chép lại thôi dân kế toán thì chắc là nó gọi là cái gì nhỉ sao kê uh, và đây savings đó là cái tiền tiết kiệm nhé A new purchase chính là một một lần mua hàng mới và ở đây ý của nó coi là một cái món đồ mới mình muốn đang định mua the importance of motivation and monitoring monitoring cannot be overstated cannot be overstated cái tầm quan trọng của động lực và cái việc theo dõi hành trình thì không thể nào bị nhấn mạnh quá đà được. Bị gọi là xem, xem trọng quá đà được. Ý của nó tức là thế nào nhỉ? Cannot be overstated. Tức là dù nói thế nào đi nữa nhá, thì nó cũng vẫn phản ánh đúng được cái mức độ của nó. Người ta không thể nào mà overstate cái importance được. Bởi vì lúc nào đúng không? Kể cả gọi là nói... Nói phóng đại đi nữa Thì nó cũng vẫn có ý đúng Vẫn có hàm ý đúng Đấy Thế cho nên ở đây nó dùng Cannot be overstated Là như vậy ừ, Xem trọng quá đà được không Ok Rồi Đọc cái hiểu luôn nhá. Nhưng mà bây giờ Giải thích cho mọi người Thì phải cắt nghĩa Cannot nha ui rồi Làm ơn nha Đừng có viết như thế này Hôm qua mình Chữa bài Học viên của mình Mình Trời ơi, vẫn có bạn viết theo kiểu can not như thế này luôn á. Đấy, nó phải can viết liền not. Đó. Đã nhắc rất là nhiều lần rồi, đúng không? Indeed, it appears that này, even when our willpower reserves uh, our willpower reserves are entirely depleted, motivation alone may be sufficient to keep us on the course we originally chose. Uh, thực thực tế hoặc là kiểu như thực vậy nó có vẻ rằng kể cả thậm chí khi mà cái nguồn cung cấp nguồn dự trữ về năng lượng ý chí của chúng ta đã bị cạn kiệt hoàn toàn thì động lực duy nhất động lực có thể đã đủ để mà giữ cho chúng ta đi theo đúng cái con đường mà mình ban đầu đã chọn à, và đây reserve nha chính là cái gọi là cái bể chứa Đấy, bể chứa và nếu như ở đây ý của nó là cái bể chứa năng lượng ý chí reserve ừ. rồi reserve là như vậy cái, cái nguồn dự trữ depleted ý của nó có nghĩa là kiểu đã được dùng cạn kiệt hoàn toàn entirely đúng không fully totally completely alone cái này rất hay này nó có nghĩa là kiểu như một trạng từ đứng đằng sau một danh từ ám chỉ duy nhất cái đối tượng đấy chỉ duy cái đối tượng đấy thôi đã có đủ rồi sufficient enough yeah, enough enough để mà keep cái đấy keep chúng ta này on the course chính là cái đường cái đường đi cái hướng đi đúng không mà chúng ta ban đầu đã chọn các bạn nhớ cái từ off course không đây là bị chật hướng đó. rồi và xong như thế là xong rồi động lực bây giờ nhá cái gì nhỉ? thầy hữu giang nói rồi làm sao động lực nó đối với lại những cái tầm tuổi cao hơn hoặc là các bạn đã trải qua rồi ấy, thì nó không còn quan trọng nữa rồi đấy đơn thuần là mình cứ thế mình làm thôi đúng không mình làm thôi à, mình mình đi theo những